Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin về phong thủy trực thuộc công ty Phong thủy Lộc Tài. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý anh chị và các bạn trong chương trình Tuổi Tý và những điều bạn chưa biết. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa Á Đông đã hình thành từ rất lâu đời, xuyên suốt trong lịch sử Việt Nam ngàn năm văn hiến. Theo phong thủy phương Đông thì thần tài là một vị thần có thể mang đến nhiều phú quý, tiền bạc và công danh cho gia chủ. Đặc biệt là ở Việt Nam, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và thần tài trong kinh doanh đã hình thành từ lâu đời, với mong muốn một cuộc sống sung túc, ấm no, phát tài, phát lộc. Tuy nhiên, để có được sự may mắn này thì đòi hỏi gia chủ phải thờ kính một cách chu đáo, trang nghiêm. Hơn thế nữa, đối với mỗi tuổi mệnh khác nhau sẽ có cách đặt bàn thờ thần tài khác nhau. Theo yêu cầu của quý khán giả, Phong thủy Gia Cát sẽ giải đáp cho quý vị cách đặt bàn thờ thần tài của con giáp tuổi Tý theo chuẩn phong thủy nhất. Xin mời quý anh chị hãy cùng lắng nghe. Thờ thần tài hay chọn vị trí đặt bàn thờ thần tài trong gia đình sẽ luôn luôn phải được tuân thủ theo những nguyên tắc chung cho dù gia chủ là tuổi gì và mệnh gì. Theo đó, bàn thờ thần tài trong gia đình sẽ được lựa chọn đặt ở vị trí góc nhà, dưới mặt đất, tại nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát và có thể bao quát tầm nhìn đối với người qua lại. Với nguyên tắc này, vị trí thuận tiện nhất trong gia đình để đặt bàn thờ thần tài chính là góc chéo bên trái hoặc bên phải đối diện với cửa chính. Cùng với đó, các bạn nên chọn đặt mặt bàn thờ hướng ra cửa chính với ý nghĩa để đón tài lộc, may mắn vào trong nhà. Bởi theo quan niệm trong phong thủy, nơi dễ dàng thu hút được nhiều tài vận nhất trong nhà chính là góc nhà, đối diện và ngoảnh mặt ra hướng cửa chính. Bên cạnh đó, khi đặt bàn thờ thần tài, gia chủ phải chọn đặt dựa vào góc tường vững chãi. Đồng thời, lưng bàn thờ phải được dựa vào kệ tủ hoặc bức tường, đảm bảo sự cố định và chắc chắn nhất. Bởi tư thế này mới giúp gia chủ làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thành công. Có lẽ phần lớn các gia đình Việt Nam đều có riêng không gian tâm linh thờ cúng gia tiên, thờ thần Phật, thể hiện tín ngưỡng tâm linh của người dân đất Việt. Song xem hướng bàn thờ đúng phong thủy là điều không phải ai cũng biết. Hãy cùng tham khảo những hướng tốt xấu đặt bàn thờ cho gia chủ tuổi Tý. Việc đặt bàn thờ tốt nhất nói chung là tọa cát hướng cát. Nếu không được thì có thể đặt ở vị trí tọa hung hướng cát. Các bạn nên chú ý tuyệt đối không đặt bàn thờ ở vị trí tọa cát hướng hung hoặc tọa hung hướng hung. Đặt bàn thờ sai phong thủy có thể gây ra những trường khí xấu ở ngay không gian thờ cúng tâm linh của gia đình, ảnh hưởng đến vận trình của các thành viên trong gia đình cũng như tình cảm giữa mọi người với nhau. Còn nếu phong thủy bàn thờ tốt thì gia đạo an yên, tài lộc vượng, nhân duyên tốt lành, công danh sự nghiệp cũng như sức khỏe đều ổn định. Để xem hướng bàn thờ theo tuổi đúng chuẩn, chọn được hướng bàn thờ tốt, chuẩn phong thủy thì cần phải xem tuổi của gia chủ. Ở đây, tuổi gia chủ được xem là tuổi nam giới trụ cột trong nhà, theo phong thủy truyền thống. Biết được rõ năm sinh của gia chủ, từ đó ta có thể xét hướng tốt và hướng xấu trong nhà, theo phong thủy. Ngoài tuổi con giáp, sở dĩ cần biết rõ năm sinh là do mỗi tuổi ứng với mỗi can khác nhau, chúng ta sẽ có hướng hung, hướng cát khác nhau. Cụ thể, đối với những người buôn bán, kinh doanh, bàn thờ thần tài được đặt hướng thuộc cung thiên lộc hoặc quý nhân. Cung thiên lộc lại mang may mắn về tiền bạc, tài sản thăng tiến, thịnh vượng. Bên cạnh đó, việc đặt bàn thờ theo cung này còn khiến gia chủ làm ăn tấn tới, phát đạt, kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, cần phải tránh hướng chịu sự ảnh hưởng của các sao xấu, không vong, tử, tuyệt, cung quý nhân. Quý nhân thiên ất là vị thần đứng đầu các thần, được tương truyền là vô cùng linh thiêng, có thể trấn và chế ngự được mọi chỗ động. Vì thế, hướng quý nhân thường mang lại sự bình an, cát khánh, thuận hòa, may mắn cho gia đạo. Không chỉ thế, do quý nhân còn mang ý nghĩa cứu trợ, giải tai ách, nên bàn thờ đặt theo hướng này, gia chủ sẽ gặp hung hóa cát, gặp nhiều thuận lợi trên con đường công danh, học hành. Thông thường, khi đặt bàn thờ thần tài, trước mặt phải quang đãng, sạch sẽ, sau lưng tựa vào vách tường chắc chắn, kiên cố và không được chủ lỗ, tránh các góc nhọn ở phía sau lưng bàn thờ. Ngoài ra, việc đặt bàn thờ cần được đặt theo hướng phù hợp với tuổi của gia chủ.
bàn thờ phải luôn hướng ra ngoài cửa chính. Đi sâu hơn nữa tìm hiểu về vấn đề, đối với những gia chủ tuổi Tý thì bàn thờ thần tài cũng được phân ra các hướng theo từng năm sinh. Như Mậu Tý sinh năm 1948, Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972 và Giáp Tý 1984 tương ứng với các hướng mang đến tài lộc, may mắn khác nhau. Gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 theo ngũ hành thuộc mệnh hỏa, khảm thuộc đông tứ mệnh nên bàn thờ sẽ đặt theo các hướng sau đây. Hướng Đông Nam sinh khí, đây được xem là cung tốt nhất trong bốn cung bát trạch. Vì vậy, đặt bàn thờ theo hướng này, gia chủ sẽ nhận được nhiều may mắn cũng như tài lộc và thành công. Ngoài ra, còn hướng Đông, thiên y, hướng đặt bàn thờ này sẽ mang đến cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình sức khỏe tốt, hạn chế bệnh tật, ốm đau. Hay hướng Nam, diên niên, hướng tốt để đặt bàn thờ cùng diên niên sẽ mang lại cho gia chủ sự an ổn và thuận hòa trong gia đình. Và hướng Bắc, phục vị sẽ mang lại cho gia chủ sự yên tĩnh và thanh tịnh trong gia đình và trong cuộc sống. Ngoài những hướng đẹp đã kể trên thì gia chủ tuổi Mậu Tý cũng cần tránh các hướng xấu sau đây. Hướng Tây Nam phạm vào tuyệt mệnh, hướng Đông Bắc phạm vào ngũ quỷ, hướng Tây Bắc phạm vào lục sát và hướng Tây phạm vào hỏa hại. Trước Mậu Tý là Canh Tý, gia chủ nữ mệnh hay nam mệnh tuổi này sinh năm 1960, ngũ hành theo phong thủy thuộc mệnh thổ, tương sinh với mệnh kim và mệnh mộc, tương khắc thủy và mộc. Chính vì vậy, hướng đặt bàn thờ thần tài cũng có nhiều điểm khác biệt so với Mậu Tý. Gia chủ nam tuổi Canh Tý nên đặt bàn thờ gia tiên theo những hướng tốt như hướng Bắc là sinh khí, hướng Nam thiên y, hướng Đông Nam phục vị và hướng Đông phúc đức. Gia chủ nữ tuổi Canh Tý có các hướng đặt bàn thờ gia tiên hợp phong thủy như sau: hướng Đông Bắc sinh khí, hướng Tây Bắc phúc đức và hướng Tây Nam phúc vị, hướng Tây thiên y. Ngoài ra, Canh Tý cũng cần lưu ý tránh những hướng sau khi muốn đặt bàn thờ. Gia chủ nam tuổi Canh Tý nên tránh đặt bàn thờ gia tiên theo những hướng như hướng Đông Bắc tuyệt mệnh, hướng Tây Nam ngũ quỷ, hướng Tây Bắc họa hại và hướng Tây là lục sát. Còn đối với nữ, gia chủ tuổi Canh Tý nên tránh đặt bàn thờ gia tiên theo những hướng xấu ảnh hưởng đến tâm linh. Hướng Bắc là tuyệt mệnh, hướng Đông Nam ngũ quỷ, hướng Nam lục sát và hướng Đông họa hại. Các gia chủ tuổi Canh Tý có thể tùy theo mong cầu của bản thân cũng như gia đình để lựa chọn hướng đặt bàn thờ là phù hợp nhất. Bên cạnh đó, để chọn hướng đặt bàn thờ gia tiên, thổ công, các gia chủ cũng có thể chọn theo mong cầu của mình để cầu bình an, tài lộc và phú quý đến với gia đình. Trước Mậu Tý, Canh Tý là gia chủ tuổi Nhâm Tý. Gia chủ tuổi Nhâm Tý là những người có năm sinh âm lịch 1972. Trong ngũ hành theo phong thủy, người tuổi Nhâm Tý mang mệnh mộc và những mệnh tương hợp, đó là mệnh hỏa và mệnh thủy. Cùng với đó, những mệnh tương khắc với mệnh của gia chủ tuổi Nhâm Tý là mệnh thổ và mệnh kim. Màu sắc bản mệnh của gia chủ tuổi Nhâm Tý là các màu xanh lá cây và xanh nõn chuối thuộc hành mộc. Màu sắc tương sinh của gia chủ tuổi Nhâm Tý nên sử dụng là màu đen, màu xanh nước biển và màu xanh dương. Màu sắc tương khắc gia chủ tuổi Nhâm Tý nên tránh sử dụng màu xám, màu trắng và màu ghi. Vì thế nên gia chủ tuổi Nhâm Tý nên chọn các hướng sau. Hướng tốt nam gia chủ, tuổi Nhâm Tý nên chọn đặt bàn thờ gia tiên hướng Đông Nam, sinh khí, hướng Nam, phúc đức, hướng Đông, thiên y và hướng Bắc, phục vị. Hướng xấu nên tránh đặt bàn thờ cho nam gia chủ tuổi Nhâm Tý, hướng Tây Nam, tuyệt mệnh, hướng Tây, hỏa hại, hướng Tây Bắc, lục sát và hướng Đông Bắc là ngũ quỷ. Hướng tốt cho những nữ gia chủ tuổi Nhâm Tý nên chọn đặt bàn bao gồm hướng Đông Bắc sinh khí, hướng Tây Bắc phúc đức, hướng Tây thiên y và hướng Tây Nam phục vị. Hướng xấu gia chủ nữ tuổi Nhâm Tý nên tránh và kiêng kỵ đặt bàn thờ: hướng Bắc tuyệt mệnh, hướng Đông Nam ngũ quỷ, hướng Đông hỏa hại và hướng Nam lục sát. Gia chủ tuổi Tý tiếp theo là Giáp Tý sinh năm 1984, tuổi này thuộc mệnh kim hay còn gọi là vàng trong biển. Màu sắc bản mệnh là màu xám, màu trắng và màu ghi. Màu sắc tương sinh gia chủ tuổi Giáp Tý nên sử dụng là màu nâu đất và màu vàng sẫm thuộc hành thổ. Màu sắc tương khắc gia chủ tuổi Giáp Tý nên tránh sử dụng
màu cam, màu đỏ, màu hồng, màu tím thuộc hành hỏa. Nhưng điều này cũng một phần nào đó giúp gia chủ và cùng mệnh tuổi Giáp Tý sẽ giúp gia chủ dễ dàng trong việc lựa chọn hướng bản thân thần tài. Bên cạnh đó, dựa vào màu sắc bản mệnh, tương sinh, các gia chủ có thể theo đó chọn màu sơn nhà, màu rèm cửa hay màu xe mới. Lựa chọn điều hướng tốt để đặt bàn thờ thần tài sẽ giúp mang lại sự đại cát, đại lợi, may mắn và suôn sẻ cho gia chủ. Không những thế, hướng đặt bàn thờ tốt còn giúp âm phần được yên ổn và mát mẻ. Do vậy, gia chủ tuổi Giáp Tý có thể tham khảo những hướng đặt bàn thờ cụ thể như sau. Hướng đặt bàn thờ tốt hợp phong thủy với gia chủ nam tuổi Giáp Tý, hướng Tây Bắc, sinh khí, hướng Đông Bắc, phúc đức, hướng Tây Nam, thiên y và hướng Tây là phục vị. Hướng đặt bàn thờ tốt phù hợp với gia chủ tuổi Giáp Tý, hướng Tây Nam, sinh khí, hướng Tây, phúc đức, hướng Đông Bắc, phục vị và hướng Tây Bắc, thiên y. Hướng xấu của gia chủ nam tuổi Giáp Tý nên tránh đặt bàn thờ gia tiên để không phạm phải những điều kiêng kỵ trong thờ cúng. Hướng Đông tuyền mệnh, hướng Bắc hỏa hại, hướng Đông Nam lục sát và hướng Nam ngũ quỷ. Hướng xấu gia chủ nữ tuổi Giáp Tý nên tránh đặt bàn thờ gia tiên, hướng Đông Nam tuyền mệnh, hướng Nam hỏa hại. Tham khảo những chia sẻ trên đây về hướng đặt bàn thờ cho gia chủ tuổi Tý, chắc chắn việc lựa chọn hướng tốt và vị trí đẹp đặt bàn thờ của bạn sẽ không còn thắc mắc. Bàn thờ hướng nào để may mắn và tài lộc nữa? Vậy nên, phong thủy Gia Cát hy vọng rằng các gia chủ tuổi Tý sẽ nhận được thật nhiều tài lộc, may mắn, thành công trong cuộc sống cũng như sự nghiệp nhờ đặt bàn thờ gia tiên đúng hướng và hợp phong thủy. Ngoài tuổi Tý thì những con giáp còn lại cũng có hướng đặt bàn thờ phù hợp với tuổi của mình. Để biết con giáp của mình phù hợp với những hướng nào mang đến nhiều tài lộc thì quý vị và các bạn hãy nhấn chuông đăng ký kênh và nhận thông báo khi có video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!